Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp, Chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Đinh Tỵ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trần, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh, sa trung thổ, ngày Đinh Tỵ tức can chi tương đồng thuộc hỏa và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, sa trung thổ, kỷ tuổi, tân hợi, quý hợi, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi, đinh mùi, quý hợi, thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày tỵ, lục hợp với thân, tam hợp với sửu và dậu, thành kim cục, xung với hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi kỷ hợi, quý sửu, quý tỵ và quý mùi. Tuổi xung trong tháng, tuổi bính tuất, giáp tuất, bính dần. Vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao Thiên đức hợp, tốt mọi việc, sao Nguyệt đức hợp, tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao Nguyệt tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng. Sao Ngũ Phú, tốt mọi việc, sao Âm Đức, tốt mọi việc, sao Minh Đường Hoàng Đạo, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Kiếp Sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao Hoang Vu, xấu mọi việc, sao Nhân Cách, xấu đối với việc giá thú, khởi tạo, sao Lôi Công, xấu đối với xây dựng nhà cửa. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính đông. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp, Chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý, Chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tý phải trải qua một ngày không được mấy may mắn với mình. Bạn tuổi Tý, bạn là người dũng cảm và có chí tín thủ, tuy nhiên lại dễ rơi vào cảnh bị cô lập vì thường xuyên không chủ động hòa nhập với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Tý, nếu rơi vào tình huống tranh chấp, mâu thuẫn, bạn cần phải hết sức bình tĩnh, không nên nóng nảy, hành động thiếu suy nghĩ. Đôi bên hãy thảo luận với nhau một cách có thiện chí thì có hiệu quả hơn là dùng lời lẽ để công kích nhau. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bà tuổi Tý và người nhà lại không được như ý muốn. Nguyên nhân có thể là do đôi bên đang có những ý kiến mâu thuẫn với nhau và bản mệnh tuổi Tý không nên khăng khăng theo ý của mình.
mà bác bỏ ý kiến của nửa kia một cách vô lý như vậy. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim nên kiềm chế bản tính nóng nảy của mình. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy tránh xa những vụ tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa không nên mâu thuẫn gay gắt với mọi người. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ chờ đợi thời cơ thích hợp để trao đổi ý kiến. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc vợ chồng bất đồng quan điểm với nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 28, số 33, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có thiên quan giáng họa, cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy, dễ bị kích động của mình. Nếu như bạn không muốn vướng phải những vụ tranh chấp thị phi với kẻ tiểu nhân và việc này sẽ gây ảnh hưởng không hề tốt tới tương lai sự nghiệp của bạn về sau này. Và trong ngày này với bạn tuổi Sửu, nếu như giữa bạn và người có chức tước trong xã hội có mâu thuẫn bất đồng gì thì cũng không nên đẩy mâu thuẫn lên quá cao, bởi dù có thắng hay là thua trong cuộc tranh luận này thì chưa chắc bạn đã là người nhận được lợi ích. Và bạn cần phải cố gắng rèn luyện mình để trở thành người khôn khéo hơn. May mắn là trong cái vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu đang rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù bạn có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc cùng với người ấy để đưa ra những quyết định thống nhất với nhau. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim không nên nóng nảy, kích động vì bất cứ lý do nào. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy nên bỏ qua cho những lỗi lầm nhỏ nhặt của nhau. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa không nên tranh giành hơn thua với người khác. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ tâm sự thảo luận với người đáng tin cậy. Tử vi tuổi Quý Loa Sửu thuộc mệnh Mộc tin tưởng vào nửa kia của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 31, số 75, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, tư hình, cho nên với bạn tuổi Dần sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà khó có thể nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh trong ngày hôm nay. Bản mệnh tuổi Dần sẽ phải hoàn thành tất cả mọi việc dựa vào chính công sức của mình. Và với bạn tuổi Dần, bạn không nên sốt ruột hay là bi quan mà cần phải chú ý giải quyết từng công việc một cho thật tốt. Đừng có cố làm mọi việc thật nhanh chóng nhưng cẩu thả, bởi chỉ cần bạn làm sai một bước nào đó thôi là rất có thể bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Bạn cần phải lạc quan lên, bởi có lạc quan thì mọi xuôn xẻo với bạn sẽ được hóa giải. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Dần nên nghe theo những sự sắp xếp của những người có kinh nghiệm, những người cao tuổi, không nên khăng khăng làm theo ý kiến cá nhân của mình. Bạn không cần phải nịnh nọt luồn cúi người trên nhưng cũng không nên cố tình chống đối với họ.
Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, gánh vác nhiều công việc nặng nhọc. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, không nhận được sự trợ giúp của người khác. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, không nên làm việc một cách cẩu thả. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, nên nghe theo sự sắp xếp của tập thể. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, không nên ngại khó khăn gian khổ. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 34, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Mão và gia đình của mình luôn rất hòa hợp. Và mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn với bạn tuổi Mão, luôn tâm sự với mọi người để cùng nhau tìm ra phương án giải quyết. Nhờ thế mà mọi người đều rất yên bình. Ngày này với bạn tuổi Mão, bạn tìm được một nửa kia rất thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán trước được những suy nghĩ và mong muốn mà không cần phải nói ra thành lời nữa. Và với bạn tuổi Mão, bạn cũng cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn để cho người ấy cảm nhận được tình cảm của bạn dành cho người ấy. Và trong cái vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán thì có thể thu được thành quả khả quan trong ngày hôm nay. Bạn tuổi Mão đã làm việc chăm chỉ và bạn nhận được phần thưởng xứng đáng với mình, và bạn cũng cần phải cố gắng hơn nữa trong tương lai. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, các thành viên trong gia đình có được sự hòa hợp. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, nửa kia có được sự thấu hiểu và tâm lý. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, tạo dựng được quyền uy trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, có được cơ hội nhận phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 40, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bà tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi Thìn đang gặp được ngày có chính quan phù trợ, cho nên với bà tuổi Thìn có thể sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ trong công việc. Cho dù bà đang làm việc gì, ở một môi trường hoặc là hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa, bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, bạn bè trong ngày hôm nay. Và với bà tuổi Thìn, với tinh thần làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm cao, bạn chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai sự nghiệp với mình. Bạn hãy lập ra cho mình những kế hoạch và lộ trình cụ thể, cố gắng không ngừng, dù có gặp phải khó khăn đến đâu đi chăng nữa, thì bạn sẽ trở thành người giàu có trong tương lai. Xem tử vi ngày tốt xấu với bạn tuổi Thìn trong ngày này, hôm nay là ngày tốt để cho bạn thực hiện mọi công việc. Vì vậy, nếu như bạn đã có kế hoạch nào ấp ủ từ lâu thì bạn có thể thực hiện ngay trong ngày hôm nay, chứ không nên chần chừ, do dự để thời cơ trôi qua một cách đáng tiếc với mình. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, đạt được thành tích cao trong công việc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, nhận được sự tin tưởng lớn lao của cấp trên, đồng nghiệp
và bạn bè. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc đặt ra những đích đến rõ ràng hơn trong tương lai của mình. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim thực hiện những kế hoạch đã xây dựng từ trước đó. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy đừng có chùn bước khi đối diện với khó khăn, thách thức. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 13, số 41, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tỵ, Chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có chính tài nâng đỡ, cho nên con đường tài lộc của bạn tuổi Tỵ đang có được báo hiệu có nhiều khởi sắc trong ngày hôm nay. Bạn tuổi Tỵ, bạn có thể đạt được một thành tích cao nào đó và nhận được một khoản thưởng khích lệ khiến cho mọi người đều ngưỡng mộ về bạn. Và với bạn tuổi Tỵ, với bản tính cần cù, tiết kiệm của mình, dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa, thì dần dần bạn vẫn sẽ có của ăn của để. Tuy nhiên, bạn không nên vội hài lòng với thực tại, mà cần phải tham vọng hơn, vạch ra cho mình những kế hoạch, những đích đến tham vọng hơn, thì chắc chắn tương lai với bạn sẽ trở thành một người giàu có. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có họa khí vượng, nhắc nhở bạn tuổi Tỵ không nên cư xử quá nóng nảy. Nếu có việc gì gây khó chịu cho bạn, bạn không nên giữ ở trong lòng rồi đến một lúc nào đó bùng nổ, mà nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh mình để giảm bớt áp lực cho mình. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa đạt được thành tích cao trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ nhận được khoản thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc chớ có vội hài lòng với thực tại, mà bạn cần phải tham vọng hơn nữa. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim không nên giữ những cảm xúc ở trong lòng. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy tâm sự với người đáng tin cậy. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 30, số 56, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, Chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ trải qua ngày này đang có được báo hiệu công việc của bạn tiến triển vô cùng là thuận lợi, do đang gặp được ngày có tam hội nâng đỡ. Với mọi kế hoạch mà bạn mệnh tuổi Ngọ trong ngày này thực hiện đều có những bước phát triển tích cực, chỉ cần bạn hết mình vì công việc thì sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với mình. Trong các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Ngọ trong ngày này cũng phát triển hài hòa, thậm chí bạn có thể sẽ gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay nữa. Nếu như bạn đang có khúc mắc gì, bạn cần phải mạnh dạn xin ý kiến của những người đi trước, bởi mọi người sẽ giúp cho bạn đưa ra cách giải quyết đúng đắn nhất. Và ngày này với bạn tuổi Ngọ, nếu như xuất hành đi xa thì bản mệnh nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn công việc được thuận lợi và gặp được nhiều may mắn nữa. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim thực hiện mọi chuyện theo đúng như kế hoạch. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa mạnh dạn trao đổi ý kiến với người khác. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ công việc phát triển một cách thuận lợi. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc có bước phát triển trong sự nghiệp.
Vài đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 49, số 61, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu da cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mùi, chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy, đối với những bạn đang còn độc thân thì dễ dàng tạo dựng được ấn tượng tốt với nhiều người khác phái ngay từ lần gặp gỡ hoặc là nói chuyện đầu tiên. Và nếu như bạn tuổi Mùi đang có ý định tìm một nửa, bạn hãy quan sát thật kỹ để nhận ra ai là người chân thật với mình. Trong ngày này, đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì có được một ngày rất bình yên. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến cho bạn luôn tin tưởng và tâm sự với người ấy. Mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống, bạn tin rằng chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì có thể vượt qua được mọi khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này lại không gặp được nhiều may mắn thuận lợi như vậy. Khi bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cái điều này cho thấy bạn tuổi Mùi cần phải để ý đến xung quanh nhiều hơn để nhận ra ai là kẻ tiểu nhân tiếp cận với mình nhằm mục đích hưởng lợi nào đó. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác giới. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, có được cơ hội tìm được nửa kia. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, mối quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, tin tưởng vào nửa kia của mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, cẩn thận kẻo lại bị tiểu nhân tiếp cận lừa gạt. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 53, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân, bạn vốn là người có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng, và ngày này dưới sự tác động tích cực của ngũ hành nhị hợp, cho nên công việc của bạn tuổi Thân lại càng tiến triển thuận lợi hơn nhiều, do bạn dễ dàng tiếp thu được những ý kiến đóng góp của mọi người. Bạn tuổi Thân, bạn là người hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người. Tuy vậy, trong ngày hôm nay, không phải ai cũng xứng đáng với lòng tốt của bạn. Thậm chí, có những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội làm việc để làm tổn thương bạn nữa. Nếu gặp phải chuyện này, thì với bạn tuổi Thân, không nên quá thất vọng, mà hãy coi đó như là bài học cho mình. Trong ngày này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp ngày có họa khắc với Kim. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Thân dễ khắc khẩu với nửa kia của mình trong ngày hôm nay, do ý kiến của đôi bên có một vài chỗ mâu thuẫn với nhau. Và khi cả hai đều đang trong tình trạng nóng nảy thì tốt nhất là nên tạm dừng cuộc nói chuyện và đợi thời điểm khác thích hợp hơn. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, có suy nghĩ cởi mở, phóng khoáng. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, công việc tiến triển được thuận lợi. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, đề phòng kẻ tiểu nhân gây tổn hại. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, không nên suy nghĩ quá bi quan. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, vợ chồng dễ mâu thuẫn, khắc khẩu với nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 29, số 60, giờ tốt từ
từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ, cho nên với bạn tuổi Dậu thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình với sự quyết đoán, khiến cho bản mệnh có thể đưa cả tập thể tiến tới thành công và chinh phục được lòng tin của tất cả mọi người nữa. Tuy nhiên, với bạn tuổi Dậu trong ngày này lại là người quá mức thẳng thắn, và khi bạn có ý định phê bình ai đó, bạn nên sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng và uyển chuyển sẽ giúp cho người nghe dễ tiếp thu hơn, tránh gây mất lòng người khác hoặc là khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Trong ngày này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim, cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn và con cái lại không được hài hòa cho lắm, và nguyên nhân có thể là vì bạn luôn áp đặt những suy nghĩ của mình và bắt con trẻ phải nghe theo. Và nếu như bạn muốn cải thiện tình hình này thì hãy dần dần thay đổi bản tính xấu này của mình đi. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, chinh phục được lòng tin của mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, chú ý cách sử dụng từ ngữ hợp lý. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, chưa thật sự thấu hiểu cho con cái. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, không nên áp đặt quan điểm cho mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 46, số 59, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng, cái điều này làm cho mối quan hệ giữa bạn và cha mẹ đang rất hòa thuận. Bạn mệnh tuổi Tuất luôn quan tâm và tôn trọng ý kiến của cha mẹ mình. Bạn hiểu rằng dù làm gì thì cha mẹ vẫn luôn muốn tốt cho con cái của mình và có nhiều kinh nghiệm sống hơn mình nữa. Trong ngày này, với nửa kia, bạn là một người vợ, một người chồng có trách nhiệm. Bạn luôn giúp đỡ nửa kia của mình, dù đi làm có mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa. Bạn có quan điểm đã là vợ chồng thì phải giúp đỡ và chia sẻ mọi việc, dù việc lớn hay là việc nhỏ với nhau. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ, cho nên nếu như bạn đang giữ một vị trí có điều kiện phát triển tốt thì hãy luôn cố gắng hết sức mình, kể cả khi thuận lợi hay là khi đối diện với khó khăn đi chăng nữa. Vượt qua được những điều này, bạn sẽ có được bước tiến vượt bậc cho sự nghiệp tương lai của mình về sau này. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, tôn trọng ý kiến của bề trên. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, là người vợ, người chồng có trách nhiệm. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, quan tâm, chăm sóc gia đình. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, công việc có điều kiện để phát triển tốt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, hãy sẵn sàng, cố gắng, dù là thuận lợi hay là gặp khó khăn đi chăng nữa. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 18, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật,
ngày 9 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ Hợi. Cái điều này làm cho bạn tuổi Hợi đang thích thể hiện quan điểm cá nhân của bản thân mình, nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình, cho nên dễ rơi vào hoàn cảnh múa rìu qua mắt thợ, khiến cho mọi người chê cười về bạn. Và với bạn tuổi Hợi, bạn là người có tham vọng, nhưng vì muốn chứng minh bản thân mình cho nên thường xuyên ôm đồm nhiều việc. Bạn hãy nhớ là thành công không bao giờ đến một cách nhanh chóng, mà đều cần phải trải qua một quá trình không ngừng cố gắng thì mới có được. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa, cái điều này cho thấy về cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia lại chẳng được như ý muốn trong ngày hôm nay. Bạn có thể cảm thấy nửa kia không hiểu được ý muốn của mình. Và nếu như bạn tuổi Hợi đang có bất mãn ở trong lòng thì bạn nên nói ra để đôi bên cùng giải quyết. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, thích thể hiện quan điểm của bản thân mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, chú ý hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, không nên ôm đồm quá nhiều công việc. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, thành công không đến một cách nhanh chóng. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 7, số 38, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Tý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào, gặp lại.